Chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Nay ba tiếp tục cưa ở gần cầu Chà Già. Đây là Mỹ Khánh Long Xuyên An Giang. Mình sẽ mé bớt cây Chà Già. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là trái Chà Là. Ôi chào quý khán giả nha, hôm nay mình cưa mé mấy nhánh Chà Là. Nghe cơm mà cô chủ nhà mới mé giùm tôi hai cái Chà Là. Mình thử lâu nào phải cao leo cứu chả nó ai vậy đó, cây nó thấp bẹp nè. Tỉa mấy cái lá vàng vàng lại đặng cho nó lịch sự chút. Mấy cái này nè nó bị nám nắng đó. Mới bứng vô cho nên giờ là nó hút nước nó nuôi chưa nổi. Mình thấy tỉa bớt cái này nè để cho cái bộ lề rễ nó nuôi lại mấy cái lá kia rồi cho nó xum xê hơn. Thường thường mấy cây kiểng như vậy là mình ta bứng là ta phải tỉa bớt rút lá rút nhánh đồ rút cành đồ bớt để cho nó mới đủ cái lực nó nuôi được. Thì giờ cho nên mình thấy chặt cái này. Mà cây này quý lắm nha. Cây này quý lắm, cái cây Chà Là. Cái này là nó có trái. Cái trái mình mà nó lớn lên đó là người ta sẽ làm mứt. Cái Chà Là khô mình ăn lắm. Chà Là đó nè hả? Ừ. À nè. Nè cái trái này nè. Là mứt Chà Là mình ăn là cái này nè. Đó, tao phải về tao chế biến lại. Mà cây này mình hái nó phải khéo chứ ông ha. Không khéo là cái gai nó đâm nè. Cái mấy cái là cái bẻ lá đầu tiên là nó đâm. Mấy cái lá nhỏ. Để lá cho nó mới trái hả? Không. Nó như vậy nó buồn giống như buồn dừa vậy đó. Đốt đi. Như cái bụng dừa vậy đó, cái lá nào giờ là mình tỉa mấy tầng vậy. Bây giờ tỉa đi, tỉa bớt cái lá vàng này đi coi nó sao cái hả. Tôi đi chạy liền. Cái này là không phải là bị cái mà lại là con sâu nó ăn. Sâu vậy? Con bò cánh cứng bò dừa đó. Nó cưa nhiều nó nè, đây nè, để cho coi nè. Mình sẽ thuốc, con nó ăn nè. Nếu mà bứng vô lâu là đâu phải không phải là nó bị mất nước mà lại là nó bị cái con ấy nó ăn, con bò cánh cứng. Bị sâu rồi ba ơi. Sâu ăn. Sâu kìa, làm sâu chổng kìa. Dạ. Thì bởi vậy ta nó bị sâu chứ xịt thuốc cây con nó nằm. Chứ mình giờ đừng cưa nhiều quá, mình cưa một cái tạm thời vậy đi, mình sẽ tốt đi. Vậy được rồi. Chứ mình được rồi, tại vì nó ăn dài dài lên luôn, nếu mà mình không xịt là nó sẽ ăn lây lên kia luôn. Đó, nó đâu phải là nó khô đâu mà lại nó bị ăn nè. Nó ăn như sâu là cái con bỏ cánh cứng á, cái con bỏ mà bỏ ăn dừa đó. Là nó ăn. À. Không phải đâu. Mà cái cây này đặc biệt cái là nè. Cái này là mình để ốc mình ăn được luôn. Nó cứng như lắm. À. Đó, à.
vui lắm. Này nè, bởi vì cái này nè đó là bén nè, mình lấy ốc trời ơi bén lắm, nguy nguy hiểm lắm, cứng lắm. Đó đó cái cổng này nè, tao đã nói rồi nó bị sao à, nó ghim chỗ luôn à, bén lắm. Dạ mua mà gờ ghen hai lúa xanh á, mua mà, mấy cái mà mình xịt gầy á, xịt mà cái loại mà nay cưa xuống lớp một hơn. Dạ bỏ cánh cứng á, chứ đừng có cưa nhiều quá nó đang chứ không phải là cái này. Vậy nó đi lại coi nào mày. Cái bay hả? Dạ đóng nó bay nè, con này nè. Ừ, bỏ cánh cứng phải không? Dạ. Đây. Không có mấy bay chắc cưa hết cây trời. Nó con bọ này nè, nó hai loại bọ lắm. Đó con bọ kính trứng này nè, nó sẽ ăn mang cái lá non. Bị, đây có hai cây bị. Nó ăn cái lá non tại vì cái này mình không có xịt thuốc đó. Đó. Nó sẽ ăn là biết nó. Thuốc gì đâu xịt, có mới chồng à, biết thì, gì đâu. Mình mua thuốc gầy, cái này nó họ gầy. Họ gầy hả? À chứ không phải họ sâu. Cái này nè là mua gầy mình xịt một định kỳ là một tuần xịt một lần. Mình xịt vậy là ba lần như vậy là nó sẽ hết. Cây là hết rồi. Nó bị con gầy ăn chứ không phải bị chân á. Bị gầy ăn. Rồi xong, cái như xong để này để cho mà chủ nhà xịt thuốc đi. Chứ mình cưa quá nó chi cây. Để bắt nó cũng có giá trị kinh tế lắm, người ta là hái cái trái này nè. Là mứt. Bán dịp Tết rồi đó. Ăn nó ngọt y như mứt vậy đó. Rồi chào quý khán thính giả nha. Video đến đây là hết. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Hello Tiền Giang. Cảm ơn quý vị rất nhiều.